tình đấy, tao xử mày liền đây không? Anh tha cho em đi, em đang khổ lắm anh ơi. Dạ, anh từ từ, anh từ từ. Bây giờ mày tắt không? Ông làm cái gì vậy? Ông nhìn cái gì? Ông ra khỏi đây, không tôi báo vào ai đó. Nhưng thằng chồng của em á, nó nợ tiền của anh. Thì em bây giờ tính làm sao hả? Nè nè nè, giấy trắng mực đen rõ ràng nè. Em đi thưa công an đi, thưa đi. Bây giờ tôi không còn đồng bạc nào trong người hết, tôi trình bày hết rồi, ông không thông cảm thì thôi. Sao mà tôi trả liền được? Tao không có nói nhiều. Mày coi á, mày chuẩn bị tiền cho tao, tao còn quay lại nữa. Anh có sao không? Anh đang khổ quá, em có thể giúp anh lần này được không? Thì có gì anh cứ nói đi, mình là vợ chồng mà. Vậy có gì em chịu khó giúp anh một việc nha. Việc gì mà sao anh cứ ấp úng hoài vậy? Anh muốn em sang nhà của ông đó ở một tháng được không? Gì? Yeah. Sang nhà ông ở một tháng làm cái gì vậy anh? Hiện tại á, cái số tiền nợ nó quá lớn rồi, giờ anh không có còn cái khả năng chi trả nữa. Em sang nhà một tháng á, ông không những á, ông còn xóa nợ cho anh, ông cho anh thêm vốn làm ăn nữa, rồi mình vẫn tiếp tục ở với nhau như bình thường mà em. Nhưng em là vợ anh mà, sao anh có thể nói gì được? Anh biết. Nhưng mà hiện tại á, anh đang túng lắm rồi. Em, nếu mà em không giúp anh á, anh chỉ có nước tự sát thôi chứ làm sao mà anh trả được. Em giúp anh lần này đi, chứ bây giờ anh không còn cách nào hết trơn á. Thôi được rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Vậy để tối nay á, anh gọi điện anh thương lượng với ổng, rồi anh báo cho em nha. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chào ông. Theo thỏa thuận thì vợ tôi sẽ chính thức thành vợ của ông từ hôm nay. Ông ký vô thì giấy này xóa hết nợ cho tôi. Cậu thấy đi được rồi đó. Ok. Được bỏ em mà. Em chịu khó ở đây một thời gian nha. Anh. Sao em gọi anh không bắt máy? Mà anh có ổn không? Ăn uống có được không? Này thấy anh ốm rồi đó. Em sợ ổn lắm. Hay là mình bỏ trốn đi anh. Mình đi đâu đó thật xa đi. Không ai tìm thấy mình đâu. Trốn cái gì? Trốn bao nhiêu lần có trốn là ổng đâu. Rồi ổng cũng sẽ tìm ra em thôi. Bây giờ em chịu khó ở đây một thời gian đi. Rồi sau này anh bù đắp lại sau cũng được. Tôi là hai đứa mình nghèo, nhưng mà có thể hạnh phúc bên nhau mà anh. Hạnh phúc cái chó gì? Bây giờ trong túi không có đồng nào sao mà hạnh phúc. Bây giờ một là em nghe anh, còn hai là em khỏi về nữa. Anh không có còn tiền để mà chu cấp cho em nữa đâu. Anh nói cái gì vậy? Thôi quyết định vậy đi. Có gì nhắn anh nha. Anh
phải là loại người như vậy. Thôi, anh xin lỗi, anh biết là em phải con người như vậy đâu. Nói chung á, để chỉ chịu khó một thời gian thôi. Cái này là tương lai của hai đứa mình mà. Thế thể ông ta đưa cho em. Anh muốn mua gì thì mua, xài gì thì xài. Anh cầm đi. Anh biết á, là em làm được mà. Quá ok rồi. À, anh có công việc một tí, có gì mai mốt anh làm xong nha. Anh đi nè. Anh Phúc cái chó gì? Bây giờ trong túi không có đồng nào sao mà anh Phúc? Bây giờ một là em nghe anh, còn hai là em khỏi về nữa. Anh không có còn tiền để mà chu cấp cho em nữa đâu. Cô làm cái gì á mà ổng khóa thẻ rồi, rút tiền không có được. Đưa thẻ mới đây. Không có cái thẻ mới đâu. Không có thẻ mới là sao? Sao bữa nay cô phản vậy? Em không có phản ai hết, nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi. Anh lúc nào qua đây cũng chỉ vì tiền, tiền, tiền. Chưa bao giờ anh thương tôi, anh xót tôi hết. Anh hết thương tôi rồi chứ gì. Vậy thì anh nói thẳng đi, tôi cũng nặng lắm rồi. Trời ơi, em ở đây á sướng gần chết. Hỏi thăm, bây giờ biết hỏi thăm cái gì bây giờ. Cái thẻ đâu rồi, đưa đây. Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Từ nay về sau đừng có qua đây kiếm tôi nữa. Nếu mà chị kiếm tôi vì tiền á, thì chia tay đi. Mày phản tao đúng không? Bây giờ mày nghĩ á, mày cặp được với ổng á là mày ngon hả? Mày có tin á, tao nói hết sự thật cho ổng biết, để ổng đuổi mày ra khỏi nhà không? Mày sợ chứ gì? Mày sống sung sướng ở đây quen rồi, bây giờ mày trở về cái nghèo khổ như trước á, làm sao mà mày chịu được? Nếu mà mày không đưa tiền cho tao á, tất cả mọi thứ chấm hết. Anh sai rồi. Thật ra tôi chẳng cần cái cuộc sống sung sướng này đâu. Tôi nghĩ là tôi qua đây để giúp anh kiếm tiền. Nhưng mà tôi đúng là một con ngu, mới tin một thằng như anh đó. Thằng tội. Anh có ngon thì anh nói đi. Cùng lắm thì ổng đuổi tôi đi và tôi sẽ về quê tôi ở. Được. Để tao nói cho ổng biết á, là mày tới và ổng chỉ vì tiền thôi. Cho mày trở về cổ chuột của mày. Mày không cần phải nói. Tao đã biết hết tất cả rồi. Tưởng chuyện làm đế tỷ của mày tao không biết. Mày yên tâm đi, bây giờ á sẽ không ai dám đến đây làm phiền anh nữa đâu. Còn mày, mau rút khỏi nhà tao. Nếu để tao thấy mặt mày một lần nào nữa đó, tao sẽ cho mày biến mất khỏi trái đất. Mày nghe chưa? Biến. Cô được lắm. Em từ giờ trở đi đó, em hãy yên tâm làm vợ anh. Anh hứa sẽ lo lắng cho em đến trọn đời.